gần 2.000 ca trực tăng cường đã được Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội bố trí nhằm đảm bảo điện an toàn liên tục, chất lượng phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thích ứng với tình hình mới. Trước đó, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã chuẩn bị sớm các kịch bản đảm bảo điện trước kỳ họp, sẵn sàng nhân lực, vật tư trong mọi tình huống. Toàn bộ các hoạt động sửa chữa trên lưới theo kế hoạch sẽ không được diễn ra trong thời gian này. Đối với các địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn điện lưới với hệ thống ATS tự động chuyển nguồn và máy phát điện dự phòng cùng hệ thống UPS sử dụng cho ánh sáng, âm thanh phía trong hai phòng họp thường vụ, phòng họp báo, các ca trực tăng cường được bố trí 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp nhằm kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp, ngăn ngừa sự cố từ vi phạm hành lang an toàn. Bên cạnh đó, công tác diễn tập ứng phó sự cố cũng đã được Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội triển khai. Mục tiêu cao nhất là nguồn điện được đảm bảo an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất cho kỳ họp của Quốc hội. Điện lực Việt Nam EVN News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình đảm bảo điện trước kỳ họp. Kính mời quý khán giả chú ý theo dõi và nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích.